Chào tất cả mọi người nha. Vẫn là em đây. Hôm nay sẽ live stream Saga nhé. Chào Vũ Bế, chào Tí Hải Phòng nhé. Tất cả các xe ở cửa hàng đều có bắt lầu cho mọi người nhé. Chào Tùng Lâm. Hôm nay em live Saga nhé. Mọi người muốn hỏi con SH này hay là bất kỳ Abalet Vision Lead cả thì cứ comment nhé, em sẽ quay chi tiết cho mọi người luôn. Abalet là 2021 đây, xe còn mới nguyên, xe còn rất mới luôn, mới chạy có hơn 1.000 cây thôi mọi người nhé. Bản 150 phanh ABS cửa hàng em đều có luôn. Chào Hữu Tùng nha. À, em đang có một con Vespa 3 độ đời 2014 25.800.000 AB đời 2018 đây. AB đời 2019 đen nhám nhá. Đến Vario này. Chào tất cả mọi người nha. SH có đủ màu cho mọi người lựa chọn nhá. Triệu Quyến ơi, SH 150i à? Cửa hàng em, anh muốn tham khảo xe cũ, xe mới ạ? À? À, đồ cũ Hải Dương ơi, anh ơi, cửa hàng em có xe Vision 2021 nhá. Thì xe mới ấy, nó vừa 30.500.000 là có xe rồi anh nhá. Anh đến cửa hàng tham khảo trực tiếp xem nha. Anh ơi, xe cũ cửa hàng em có các đời từ 2017 à 2016 nhá. Là tầm hơn 67 hơn 67 triệu có xe 150. Còn xe mới tinh thì mới tinh ở đời 2021 nhé, thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 97 triệu để có xe anh nhé. Rồi anh ơi, tí cửa hàng sẽ tư vấn chi tiết cho anh ở trên ạ. Anh nhắn tin cửa hàng giúp em rồi nha. Chào Đỗ Sơn nhé. Nissan Leaf cửa hàng em có giá trị từ 27.600.000. Đồ cũ Hải Dương ơi, cửa hàng em có đủ các tặng các màu nhá. Các bản từ đời bản tiêu chuẩn đặc biệt, cao cấp, cá tính đều có nhá. Dạ. À, anh Đỗ Sơn là SH 150 đèn LED á. 150 đèn LED trở lên. À, anh ơi, anh check inbox giúp em nhé, cửa hàng sẽ tư vấn chi tiết cho anh nha. Chào Nguyễn Văn Thế nha. À, đồ cũ Hải Dương ơi, vâng anh ơi, anh cứ đến cửa hàng tham khảo trực tiếp giúp em nhé. Có rất nhiều xe đẹp luôn. Chào Hoa Phạm nha.
Chào Nguyễn Văn Thế nha. Bạn mới lên nhám, cửa hàng có rất nhiều cho mọi người nhé. Phạm Trường ơi, check inbox giúp mình nhé. Hiện tại cửa hàng thì chưa có AB 2022, nếu mà bạn có nhu cầu cửa hàng sẽ lấy về cho mình nhé. Có rất nhiều xe mọi người lựa chọn luôn. Mọi người mà có thể đến cửa hàng xem xe trực tiếp giúp mình nhé. Tại 237, 238, 289 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương. Mọi con xe của cửa hàng đều có hỗ trợ trả góp nha. Mọi người xin kết thúc livestream ở đây nhé. Rất mong một sự ủng hộ của mọi người. Xin chào mọi người nha.